Chào các bạn. À, hôm nay mình mua mấy bao đất ra đổ thêm đất cho rau thơm về rau răm đồ của mình đó. À, mình trước khi bỏ đất cho rau thì mình thấy rau nó lên non quá. À, mình hại trước khi đổ đất thì mình phải hại rau. Rồi mình đổ đất lên cho rau thơm. Và mình thấy rau non và mình hại luôn một rổ rau các bạn thấy rau trong vườn mình nè thì các bạn coi thử mình có rau gì nha hiện tại là là mơ nè à, là mơ nè là cắt nè lột nè rau thơm nè à, rau quế nè rau mã nè à, ngô gai nè rau răm nè à, các thứ rau trong vườn mình đó mà về mùa này mặt trời các bạn rau nó đẹp rồi thì mình hãy mà ngồi này một bao đó thì luôn tiền thấy có rau thì vô ở đây tủ lạnh ai cũng có thịt cá sẵn trong tủ mà thì mình luộc một miếng thịt rồi lấy một con cá ra bỏ oven các bán hấp đi rồi mình cũng có bún mình lấy cái 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 bệnh hỏi bệnh hoại khô à, mình à, luộc đài mấy miếng bệnh hỏi mà mình cuộn thôi, làm trục nước chậm nữa là xong Đó. Thì các bạn thấy thấy đi mà thấy bữa ăn thịnh soạn chứ à. Quá ngon luôn mà đẹp mắt nữa chứ. Thấy con cá năm rồi thấy rau màu xanh thấy cái gì cũng dễ thương hết trơn á bởi có vương các bạn, các bạn có nhà có vương thì cũng trông đi nhà theo mình trong mỗi thứ mỗi ít các bạn đừng trông nhiều lắm chăm sóc mệt trong mỗi thứ mỗi ít nhưng mà mình à, à, biết cách chăm sóc rồi à, à, gọn gàng sạch sẽ thì khi nào cũng có rau hết á. các bạn thấy cái vương mình nhỏ lắm nhưng mà khi nào mà vương mình rau ăn hết đó các bạn rồi à, mình à, hại à, rau vô một cái là có ăn liền à. Bỏ trong tủ ra, miếng thịt, miếng cá chỉ là có cuốn liền. Nhà nào, chứ ở Mỹ này thì nhà nào cũng có sẵn à, thịt, sẵn cá, sẵn bún khô, sẵn bánh, à, bánh tráng rồi. Thì muốn cuốn là hoa một chút nước chậm, cái là hải rau vô là có cuốn thôi. Rau về mua đi ngon lắm các bạn ơi, mà mình không bỏ rau cải đây chắc cãi mình nhiều nhiều lắm luôn á mà mình không, không, không bỏ vì nhiều quả mình ăn cũng hết đó các bạn thấy nè trời ơi rồi rau của mình ngon dễ sợ chưa đây một bao nữa nè tha hồ ăn mà các bạn biết mình có rau thanh ăn cũng phí lắm đó cho nếu đi mua thì chắc không mua đủ thứ giống như vậy đâu mà mình có rau nhà Thành chi mình hại toàn cái đọt khấm này rất là non ăn cũng phí phàm lắm đó vì uh, của nhà mà nên uh, mình muốn nói các bạn uh, có đất có vườn thì uh, uh, trông để uh, giống như mình đi ha uh, ra hại người là vô có uh, cái uh, bánh cuộn ăn liền à uh, cuộn uh, không cuộn thịt thì cuộn cả uh, không uh, cuộn thứ này thì, thì cuộn thứ khác uh, luộc cái bụng hoặc là có cái gì uh, cái bệnh hỏi khô rồi dư mình đi đã có cuộn ăn rồi rất là ngon các bạc nè mà tốt cho sức khỏe này. mà mình trồng là mình ăn được nhiều thứ rau chứ mình đi mua thì mua đủ thứ giống như mình trồng đi đâu. Thì thử gì mình thích ăn thì mình trồng thôi. À, hôm nay mình ăn đi thì mình muốn lại à, cạc bạc có đất à, có, có vườn à, có đất thì cũng trồng thử một ít để mà ăn à, rất là tốt các bạc. Thì à, mình chia sẻ về thôi thì mình à, dừng clip tại đây cảm ơn các bạn đã quay clip này nha và giờ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha để mình có chia sẻ các bạn những món ăn tư vương của mình rau cải rồi tư vương của mình nhiều lắm các bạn mình có rất là nhiều mà mình chia sẻ chưa hết đâu à, thì à, chào các bạn wow các bạn thấy ngon không Nhất là dĩa rau bao rau quá tuyệt vời nè ngon chưa bao rau ngon chưa quá tuyệt vời Đây, chào các bạn